Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Ông Thái Văn Đường nhận bản án 12 năm trong một phiên tòa sự kính. Ngày 30 tháng 10, AFA Tiếng Việt đưa tin, blogger Đường Văn Thái bị kết án 12 năm tù giam trong phiên tòa kính. AFA dẫn một nguồn tin biết rõ về phiên tòa cho biết, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội ngày 30 tháng 10 đã kết án blogger Đường Văn Thái 12 năm tù giam và 3 năm quản chế trong một phiên tòa xử kính không có sự tham dự của gia đình. Ông Đường Văn Thái hay còn được biết đến với tên Thái Văn Đường là người nổi tiếng vì đã đưa tin về tình trạng tham nhũng của các quan chức trong đảng, chính phủ Việt Nam lên trên mạng xã hội. Và đây là hình bản tin trên AFA. AFA cho biết, tại phiên tòa, ông Thái bị kết tội vì đã đăng tải hàng chục video clip, các bài viết trên Facebook và Youtube có nội dung chống phá đảng và nhà nước theo khoảng 2 phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng của Điều 117 làm tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng sản xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong bộ luật hình sự. Ông Đường Văn Thái, 42 tuổi, đào thoát sang Thái Lan tị nạn vào đầu năm 2019 và đã được cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn cấp quy chế. Ngay sau khi được phỏng vấn, để định cư ở nước thứ ba, vào giữa tháng 4 năm 2023, ông đã bị mất tích ở gần Bangkok. Những bạn bè và một số tổ chức nhân quyền quốc tế nhận định ông đã bị an ninh Việt Nam bắt cóc ngay trên đất Thái Lan. AFA nhắc lại, báo chí Việt Nam nhiều ngày sau đang tin rằng công an bắt giữ ông Thái khi ông đang định xâm nhập Việt Nam từ Lào để vào địa phận Hà Tĩnh. Tuy nhiên, sau đó công an đã thông báo điều tra ông về cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. AFA cũng cho biết, trong cùng ngày, hai tổ chức nhân quyền quốc tế là những người vận động nhân quyền và lao động châu Á và văn bút Hoa Kỳ đã chỉ trích việc Việt Nam xử kính ông Đường Văn Thái đồng thời kêu gọi Hà Nội phóng thích ông. Ngày trước phiên tòa, nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế cũng cho rằng việc bắt cóc ông ở Thái Lan khi đang chờ để được định cư ở nước thứ ba là hành vi đàn áp xuyên biên giới và kêu gọi Việt Nam trả tự do cho ông. AFA trích tuyên bố của ông Phil Robertson, giám đốc tổ chức những người vận động nhân quyền và lao động châu Á, trong thông cáo báo chí ngày 30 tháng 10, cho rằng vụ an ninh Việt Nam bắt cóc ông Thái ở Thái Lan tương tự như vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở Đức năm 2017. Và đây là hình blogger Đường Văn Thái tại nhà trọ ở Bangkok, Thái Lan. Vị chuyên gia về nhân quyền Việt Nam khẳng định ông Thái là người tị nạn vô tội và cho rằng chính phủ Việt Nam đã vi phạm luật nhân quyền quốc tế và chủ quyền quốc gia của Thái Lan trong vụ bắt cóc này. Không có từ nào để mô tả đầy đủ hành động đáng khinh và bất hợp pháp của chính phủ Việt Nam trong việc bắt cóc Đường Văn Thái và bây giờ Hà Nội đang tiếp tục vi phạm bằng cách kết án ông với một án tù dạy ông Phil Robertson nhấn mạnh. Ông Phil cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động chống lại sự đàn áp bất hợp pháp của chính phủ Việt Nam bằng cách điều tra và xử phạt những kẻ chịu trách nhiệm cho sự đàn áp xuyên quốc gia đó. Tổ chức Cổ suý cho quyền tự do viết lách khẳng định, việc vạch trần tham nhũng của Thái không phải là tội phạm, mà là một hành động thực hiện quyền tự do ngôn luận quan trọng, điều cần thiết cho nền quản trị có trách nhiệm bằng cách tổ chức phiên tòa kính và cấm gia đình ông tham dự phiên tòa Việt Nam phủ nhận quyền cơ bản của ông Thái đối với một quy trình pháp lý công bằng và minh bạch. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin ông Thái Văn Đường nhận bản án 12 năm trong một phiên tòa sự kinh. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo Chấm Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Vì sao Lương Tâm Quang sang Đức để đưa nhàn AIC về Việt Nam chỉ là đi chơi cho vui? Như Thời báo chấm đã đưa tin, Bộ trưởng Lương Tâm Quang cùng với đoàn cấp cao của Bộ Công an sang thăm và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức ngày 28 tháng 10. Trong một những mục đích đàm phán với nhà nước Đức là để đưa bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn về Việt Nam. Và đây là hình Bộ trưởng Lương Tâm Quang. Theo thông tin mới nhất từ truyền thông Đức chiều ngày 28 tháng 10, bộ nội vụ đức xác nhận có cuộc gặp với phái đoàn cấp cao của bộ công an việt nam bà nguyễn thị thanh nhàn chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tiến bộ aic là người đang bị nhà nước việt nam truy nã bà nhàn aic là một nữ doanh nhân có mối quan hệ với nhiều giới chức lãnh đạo cấp cao việt nam cũng như các tướng lĩnh của bộ quốc phòng từ lâu tổng bí thư trọng và bộ công an đã sử dụng vụ nhàn aic để tìm mọi cách loại ông phạm minh chính ra khỏi chiếc ghế thủ tướng chính phủ nhưng cho đến khi qua đời tuyên bố của ông trọng vẫn còn để ngỏ đó theo giới thạo tình ông tô lâm vẫn tiếp tục tìm mọi cách để loại thủ tướng phạm minh chính và đại tướng bộ trưởng bộ quốc phòng phan văn giang để độc chiếm quyền lực trong đảng đây là các nhân vật lãnh đạo cấp cao được cho là có mối quan hệ tiền bạc và tình cảm trên mức bình thường với bị án nhàn và đây là hình bị án nguyễn thị thanh nhàn nguồn tin nội bộ tiết lộ cho thời báo d biết rằng Lâu nay, ông Tô Lâm cho tay chân trong Bộ Công an tiến hành lùng sụp để tìm ra các bằng chứng tham nhũng nhằm trước phế Thủ tướng Chính, nhưng tới nay vẫn không thành công. Có thông tin cho biết, ông Tô Lâm và Bộ Công an đã tính đến phương án liều lĩnh dùng đặc vụ để tổ chức bắt cóc bài nhàn từ Đức đưa về Việt Nam giống như vụ trịnh Xuân Thành. Theo giới quan sát, nếu thực hiện kế hoạch bắt cóc bà Nhàn là việc đâm đầu vào chỗ chết và chắc chắn sẽ thất bại bà Nhàn đang sống tị nạn chính trị tại Đức và được tổ chức bảo vệ rất chặt chẽ. Không chỉ lực lượng an ninh và cảnh sát của nước Đức, mà còn có lực lượng an ninh chìm của Tổng cục Tình báo của quân đội Việt Nam cũng bảo vệ bà. Ông Tô Lâm thừa biết việc tổ chức bắt cóc bà Nhàn tại Đức là điều không thể và không được phép làm, nhưng vẫn có khả năng ông mượn câu chuyện này để sắp xếp lại nhân sự của Bộ Quốc phòng và phe quân đội. Nhưng liệu phía Đức có đồng ý với đề nghị của ông Tô Lâm hay không thì vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ. Đức là một nhà nước pháp quyền và tôn trọng quyền con người, trong khi Việt Nam không có một hệ thống tư pháp độc lập nên rất khó có thể thuyết phục chính phủ Đức. Cũng như tổng bí thư Tô Lâm, thủ tướng chính cũng được cho là tay chân thân tín của cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Việc nỗ lực bắt bà Nhàn là để loại bỏ thủ tướng chính hay đại tướng Phan Văn Giang, vốn là các đồng minh của ông Tô Lâm. Nếu có thật thì đây sẽ là chuyện ông Tô Lâm tự bắn vào chân mình. Vậy tại sao Bộ trưởng Công an Lương Tâm Quang vẫn đi thăm và làm việc ở Cộng hòa Liên bang Đức để giải quyết việc truy bắt bà nhàn Và đây là hình tổng bí thư Tô Lâm. Về yêu cầu dẫn độ bà Nhàn từ phía Việt Nam đã từng bị cơ quan tư pháp Đức từ chối, một phần do tiền lệ từ vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh vào năm 2017. Đồng thời, chính quyền Đức tỏ ra thận trọng vì vụ án của bà Nhàn rõ ràng có động cơ chính trị, cụ thể là có liên quan đến Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyến công tác đến đất của Bộ trưởng Lương Tâm Quang có thể chỉ nhằm mục đích xoa dịu các đối thủ đang đặt nghi vấn vì sao ông Tô Lâm và Bộ Công an không tích cực truy bắt bà Nhạn hay vì muốn bao che cho phe cảnh. Phải chăng chuyến thăm Đức lần này của Bộ trưởng Lương Tâm Quang chỉ là chuyến đi cho vui mà thôi? Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Vì sao Lương Tâm Quang sang Đức để đưa bài nhàn AIC về Việt Nam chỉ là đi chơi cho vui. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đây để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.